chúng ta sẽ cùng nhau livestream đọc hiểu. Đọc hiểu là phần các bạn rất thích, mình nghe nói là như vậy. Chuỗi đọc hiểu N3 và N2 này nằm trong series livestream 8 tuần đếm ngược, tìm chúng, đọc đúng và có Dũng Moody đồng hành thì sĩ tử an tâm đi thi. Ok chưa? Và buổi ngày hôm nay cũng là một buổi rất là ý nghĩa. Vì sao ạ? Vì còn đúng một tháng nữa là chúng ta sẽ đến kỳ thi JLPT vào đầu tháng 7 rồi. Các bạn đang cảm thấy như thế nào? Các bạn có thể comment cảm xúc của mình hiện tại hay là những cái lo lắng hiện tại, đặc biệt là về đọc hiểu, xuống dưới comment được không? Để cho mình biết. Hay, chào bạn Nguyễn Bảo Long. Bạn Bảo Long là học sinh của mình đang học ở lớp VIP 500 và bạn rất là chăm chỉ đi học. Chào bạn Ngoan Lê, chào bạn Hoàng Ngọc Nữ, chào tất cả mọi người. Nào, đọc hiểu N3, N2, tìm chúng, đọc đúng, các bạn có muốn không ạ? Rất là nhiều bạn đang xem nhưng mà các bạn có thể tag bạn bè của mình vào để xem là hai bạn, ba bạn trong một nhóm có làm đúng không? Lát nữa chúng ta với đọc hiểu, lát nữa chúng ta sẽ có thời gian 3 phút rưỡi đến 4 phút một bài để chúng ta ngồi xem sẽ đáp án câu này là gì, sau chúng ta comment xuống dưới. Sau đó thì thầy cô mới chữa. Rồi nè, các bạn đã dần vào rồi đây. Chào bạn Ngọc Tiến, chào bạn Nguyễn Bảo Trâm, chào bạn Nguyễn Minh Đức, chào bạn Nguyễn Trọng Hoàn. Chúng ta chào nhau cái nhỉ? Hay là các bạn cũng khá là tự tin về đọc hiểu rồi nhỉ? Hay là không thấy các bạn thắc mắc hay là hỏi câu hỏi gì liên quan đến đọc hiểu? Hôm nay chúng ta sẽ có khá là nhiều kiến thức lý thuyết cho các bạn. Đó. Mặc dù bài tập thì hôm nay chúng ta có thể chỉ chữa được khoảng 3 bài hoặc 4 bài thôi, với 2 bài N3 và 1 đến 2 bài N2. Tuy nhiên sẽ có những kiến thức khá là bổ ích, lý thuyết khá là bổ ích gửi đến cho các bạn. Bởi vì cái thời gian livestream chúng ta không có quá nhiều thì hy vọng là với những cái kiến thức, những cái lý thuyết đó chúng ta có thể dùng để áp dụng khi chúng ta luyện đề ở nhà hoặc là chúng ta làm bài khi đi thi. Rồi, chào bạn Ngọc Tiến, Jenny, chào bạn Tuấn Còi. Rồi, bắt đầu chưa anh nhỉ? Bắt đầu nhá. Tới đây, bắt đầu chưa? Ok chưa ạ? Nào, giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc hiểu N3, N2, tìm chúng, đọc đúng. Rồi, cho các bạn làm bài đầu tiên. Đây là bài N3 nhé, chúng ta làm những bài, hai bài N3 trước và một bài N2 sau. Và những bạn nào đang học N3 thì đây là của các bạn rồi, còn những bạn nào đang học N2 thì có thể làm thử bài N3 xem mình có làm đúng hết được không. Với hai trình độ này, cái mức độ đọc hiểu nó không khác nhau quá nhiều và cái cách lừa nó không khác nhau quá nhiều. Đó, những bạn N2 có thể làm thử những bài N3, sau đó thì làm bài N2 nhé. Rồi, bài này mình cho các bạn 3,5 phút, bắt đầu. Bạn nào làm xong cứ comment xuống dưới. Ok nào, tất cả chúng ta cùng nhau comment đáp án thôi. Rồi có cả, ở đây có cả những bạn cao thủ vào comment. Có cả thầy Lôi Bảo, thầy giáo dạy N1 cũng vào comment là đáp án 4. Thầy làm trong có 25 giây thôi. Thì mình chú ý cho các bạn này, khi mà chúng ta làm ấy, chúng ta có thể, ví dụ bạn nào dùng điện thoại chẳng hạn, chúng ta kéo sang bên phải này. Đấy. Thì chúng ta sẽ không nhìn thấy comment nữa. Cũng đang làm được một tí mấy ông toàn comment đáp án thôi, mình chả còn cái tập trung vào cái câu hỏi của mình nữa, đúng không? Chúng ta đừng nhìn đáp án. Ok chưa? Đừng nhìn comment của mọi người. Tập trung làm thôi. Xong kể cả làm chúng ta ra khác đáp án, mọi người cứ comment thôi để xem là nó đúng hay sai. Và nếu mà không sai thì mình chả mất gì cả. Đây là thao trường, chưa phải là chiến trường. Đó, thao trường đổ mồ hôi thoải mái, sai thoải mái. Càng sai càng nhớ và càng có động lực học tiếp, càng có động lực để ôn thi, đúng không? Sẽ càng sai càng tốt, chả sao cả. Không có gì phải ngại cả. Ok, câu này thôi. Câu rất là dễ đúng không? Câu này là câu tráng miệng của N3. Đáp án đúng là đáp án số 4. Và luôn luôn kể cả N3, N2, N1 thì nếu có một bài, mình luôn luôn nói là gì ạ? Nếu có một bài thư vào đề, nó là một bài cho điểm. Đó. Vì sao bài thư thì luôn luôn có cách làm. Đặc biệt là gì ạ? Bài thư nó sẽ có hai dạng thôi. Một là những cái dạng hỏi kiểu này, gạch chân, hoặc là hỏi những cái mục nào đó ở trong bức thư. Và mục thứ hai là mục cách
không phải cách mà là điều bức thư muốn nói nhất, bức thư muốn truyền đạt nhất, hoặc là đặt tiêu đề cho bức thư. Thì những cái kiểu đấy nó sẽ có những cách làm riêng, nhưng hôm nay không có những cái kiểu đấy, thì nếu mà buổi sau có những cái liên quan đến điều bức thư muốn nói nhất thì mình sẽ nói những cái nguyên tắc làm cho các bạn. Kiểu gì cũng có nguyên tắc và nó rất là dễ. Rồi, ở đây câu hỏi là gì ạ? 間違い とあるが何が間違いですかと。Câu hỏi là 何が, đấy, luôn luôn chúng ta phải đọc thật kỹ câu hỏi. Đọc thật kỹ câu hỏi. Tiếp theo, để làm bài này cho nhanh đúng không ạ? Thì chúng ta làm cách nào các bạn biết không ạ? Tập trung. Thì thực ra nhá, với bài này là bài không quá khó. Thì hoặc là chúng ta có thể tập trung vào 4 câu hỏi cũng được. Hoặc là chúng ta gì ạ? Tập trung vào cái này này. Chúng ta không cần lấy keyword ở đây. Đó, với bài này chúng ta không cần lấy keyword ở 4 đáp án trong mất thời gian. Chúng ta có thể lấy keyword trực tiếp ở bài ở đây luôn. Machigai là sai. Sai là gì ạ? Vốn dĩ đúng nó phải là A, nhưng người ta nhầm thành B. Vậy chúng ta xem A là cái gì, A cái đúng là cái gì và B cái sai là cái gì là được. Đó, và câu chuyện đều nó có một cái keyword chung. Tìm ở đây thì thấy là gì ạ? Okura nakata okute shimatta, đấy không ạ? Gửi sai cái gì? Đáng nhẽ ra phải gửi cái gì nhưng lại gửi sai cái gì? Thì chúng ta tìm nào. Luôn luôn đầu tiên sẽ có những câu cảm ơn, kết thúc luôn luôn có câu xin lỗi hoặc những câu lời chào, đúng không ạ? Là những cái chúng ta không cần đọc. Cái chúng ta cần đọc là cái đoạn giữa, đúng không ạ? Thì đây, ở đây có machigai ga gozaimashita, tức là machigai ga arimashita. Ok, rồi. Đây. À. Gochumon o itadaita no wa kopi yoshi 1 hako nori 5 hon deshita ga. Ok, đây là cái A là cái đúng. Đáng nhẽ là gì ạ? Cái người gửi đúng không? Người ta nhận được order, nhận được đặt hàng là gì? Một hộp giấy copy. Đấy, một hộp giấy copy. Và hai là gì ạ? Năm cái lọ hồ nô đi. Nhưng sao? Đây mới là cái sai, đây là cái chúng ta cần tìm này. Chúng tôi chỉ gửi. Okutte orimasen deshita, tức là gì ạ? Okutte imasen deshita. Đây là khiêm nhường ngữ nhá. Iru, imas chuyển thành orimasu. Chúng tôi chỉ gửi có 3 lọ hồ thôi. Và đằng sau không nói gì đến một hộp giấy copy, tức là một hộp giấy copy đã được gửi đúng. Còn đáng nhẽ là 5 lọ hồ nhưng chỉ gửi có 3 lọ hồ thôi. Vậy cái machigai này, đây là cái B đúng không? Đây là cái A đúng, đây là cái B. Thì cái machigai này nó sẽ là gì ạ? 3 lọ hồ. Đúng ạ, chỉ gửi 3 lọ hồ thôi. Đấy. Nori o 3 bon shika okuranakatta. Sore ga machigai nan desu ne. Machigai. Các chúng ta bám đúng câu hỏi nhé. Bám đúng câu hỏi. Ok, nào bây giờ chúng ta dịch lại cả bài này một lần nữa. Teraichi Shoten, Teraichi sama, gửi ngài Teraichi của cửa hàng buôn bán Teraichi, rất là cảm ơn ngài luôn luôn đã giúp đỡ chúng tôi. Đó. Gochumon no shouhin o sakujitsu, hoặc đọc là kino cũng được. O okuri shita no desu ga machigai ga gozaimashita. Daihen moshiwake gozaimasen. Arimasen. Gochumon o itadaita no wa kopi yoshi 1 hako nori 5 hon deshita ga nori wa 3 bon shika okuri shite orimasen deshita. Kesa isoide nokori o okuri itashimashita node ashita no asa ni wa todoku yotei desu. ご迷惑をおかけして申し訳ありません。聞いていなじゃ。中野文房具、中野、グハンガン、ファンフォン、ファン、中野。Khi mà chúng ta đọc nhiều bài thư này, chúng ta cái trình độ kính ngữ và khiêm nhường ngữ chúng ta cũng lên đấy. Chúng tôi ngày hôm qua đã gửi cho các anh những sản phẩm các anh order đặt hàng, nhưng đã có sự sai sót, đúng không? Những cái gì chúng tôi nhận được đặt hàng đó là những cái này, vừa nãy mình dịch rồi đúng không? Nhưng chúng tôi chỉ gửi những cái này. Chỉ gửi có 3 lọ hồ thôi, đáng nhẽ phải gửi 5 lọ đúng không ạ? Cho nên sáng nay chúng tôi đã rất là gấp gáp để gửi lại phần còn thiếu, tức là 2 lọ hồ còn lại cho các anh. Và dự kiến là sáng ngày mai sẽ được chuyển tới. Rất xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Ok chưa? Rồi, những đáp án sai còn lại thì đáp án 1 người ta bảo là đã gửi có 1 hộp giấy này, không phải, gửi một hộp giấy này là đúng. Đúng theo order, theo đặt hàng. Người ta hỏi cái gì sai cơ mà. Thứ hai là gì ạ?
không gửi một lọ hồ, à không gửi một hộp giấy copy, đúng không? Phải, sai hoàn toàn. Và no deal go home, đây là cái đúng chứ không phải là cái sai. Đúng ra phải gửi 5 hộp nhưng chỉ gửi có 3 hộp thôi. Ok chưa? Sai ở đâu chúng ta gạch ở đó, tập cái thói quen là sai ở đâu gạch ở đó để cho nó trực quan và đỡ hạn chế nhất cái sự sai lầm, sai sót của chúng ta. Ok chưa? Ý desu ne. Rồi. Tiếp theo, mình sẽ cho các bạn một ít lý thuyết. Cái lý thuyết này thì nó áp dụng rất là nhiều bài. Bài hôm nay thì nó sẽ chỉ áp dụng một tí thôi. Nhưng nếu các bạn nhớ được tất cả những lý thuyết này thì mình nghĩ sẽ là giúp cho rất nhiều cho các bạn khi làm đọc hiểu. Đặc biệt là kể cả N2 nữa. Kể cả N1 luôn. Có 5 kiểu đáp án sai chính khi người ta ra đề. Các bạn có biết không ạ? Vừa nãy quên mất không đọc comment các bạn. Các bạn nào có câu thắc mắc gì không? Rồi. Hầu hết là các bạn đang xem. Vừa nãy các bạn đều chọn phản 4 đúng không ạ? Rất là chúc mừng các bạn nào chọn phản 4. Có 5 kiểu đáp án sai. Thứ nhất là đáp án nghe rất xuôi tai nhưng xem kỹ thì không được đề cập đến trong bài. Nghe rất xuôi tai là sao? Nào, tất cả chúng ta làm rất là nhiều đề đúng không ạ? Còn lại có 1 tháng thôi. Mình nghĩ là các bạn làm rất là nhiều bài độc cai rồi, các bạn có nhớ lại có những đáp án mình sai vì mình nghe nó rất xuôi tai không? Nhưng xem kỹ thì không được đề cập đến trong bài. Ví dụ như thế nào xuôi tai nhỉ? Trái đất cần được bảo vệ. Xã hội cần cần sống xanh sạch đẹp hơn. Rác cần vứt đúng quy định. Hay tất cả những câu nghe rất xuôi tai, nghe rất đúng như bình thường, nhưng nó có nói trong bài đâu. Hoặc có thể có nói trong bài nhưng nó không phải là cái ý mà người ta hỏi. Nghe rất xuôi tai. Chúng ta cực kỳ cẩn thận, đây là một loại, đây là những cái cách đúng không ạ? Khi người ta ra đề nó sẽ có một cái form. Đấy, nó sẽ có cái kiểu ra đáp án sai. Và những người ra đề họ sẽ vin theo những cách ra đáp án sai để được họ ra đề. Chúng ta nắm được cái đấy thì chúng ta bắt top được những người ra đề. Đấy. Thứ hai là đáp án nói quá. Lát nữa chúng ta sẽ có một cái ví dụ về đáp án nói quá. Nói quá là sao ạ? Bài nó cũng đáp án đúng nó theo ý này, nhưng cái đáp án sai nó cũng theo cái hướng đấy nhưng nó nói quá đi. Ví dụ như thầy Nghĩa tặng cho bạn Linh một bó hoa. Đáp án là gì ạ? Đáp án là thầy Nghĩa tỏ tình với bạn Linh chẳng hạn. Nó nói quá, đúng là gì ạ? Có cảm tình nhưng mà đáp án lại là gì ạ? Muốn kết hôn chẳng hạn. Thì nó hay là gì ạ? Bảo là đáp án trong bài bảo là không nên, nhưng mà đáp án lại là cấm. Đấy là những cái cấm đấy là nói quá. Các bạn để ý nhá. Mặc dù nó theo đúng cái dòng chảy của đáp án đúng nhưng nó lại là đáp án sai. Tiếp theo, đáp án chỉ là một ví dụ cụ thể trong bài để tác giả làm nổi bật ý kiến riêng. Thường những bài này nó sẽ là những cái đáp án sai trong những câu hỏi tìm ý tác giả muốn nói nhất. Đó. Thì những cái đáp án là ví dụ cụ thể thì nó không phải đáp án đúng. Thứ tư là gì ạ? Đáp án có nhiều từ xuất hiện trong bài, nhìn có vẻ đúng. Nó xuất hiện ở những chỗ quan trọng nhưng khi dịch cả cái câu lên thì lại không đúng. Để nó những cái đáp án sai này dùng để làm cho các bạn không dịch, không thèm dịch câu hỏi, không thèm dịch đáp án sai. Các bạn nhớ nhá, rất nhiều. Có rất nhiều từ xuất hiện trong bài nhưng lại là đáp án sai. Cuối cùng là đáp án đúng hết nhưng có một từ nào đấy sai thôi, có một cái trợ từ sai thôi, có một cái từ nhỏ nhỏ đấy sai thôi. Nhưng các bạn không nhìn kỹ, các bạn nhìn lướt qua thì là chúng ta sai, nhớ nhá. Bởi vì là mình không có quá nhiều thời gian chữa với các bạn. Đây chúng ta chỉ có 1 tiếng rồi, chữa được 2-3 bài thôi. Đó, cho nên là đưa cho các bạn lý thuyết này, đưa cho các bạn gọi là cái cần câu này. Thay vì đưa cho các bạn cá đúng không ạ, bởi vì mình không có đủ cá cho các bạn, đưa cho các bạn những cái cần câu này. Mong là hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn trong những bài đọc hiểu tiếp theo. Rồi, quay trở lại hôm nay. Tiếp theo chúng ta đến với một bài đọc hiểu N3. Xin mời cho các bạn 3,5 phút bắt đầu. Ok rồi nào các bạn, chúng ta cùng nhau comment đáp án thôi. Kệ những người khác comment như nào, chúng ta cứ comment đáp án của mình xem nào. Rồi, mức độ khó bài này là một bài trung bình của N3. Đó, một bài có mức độ khó trung bình, không phải là khó. Người ta hỏi là gì ạ? Kimari ni tsuite. Về kimari là gì ạ? Bằng với cả kisoku, ruru, quy định, quy tắc. Đó, nhớ nhá. Kono bunshou kaita hito wa dou kangaeterun desu ka to. Người viết bức thư này tức là tác giả. Tác giả nghĩ như thế nào về quy định, quy tắc? Rồi.
đã có những sự khác nhau trong những đáp án của các bạn. Vừa nãy mình, nếu các bạn theo dõi vừa nãy mình có nói là gì ạ? 5 cách tác giả tạo ra đáp án sai. Nhưng thực ra còn lý thuyết nữa là 5 cách tác giả tạo ra đáp án đúng nữa. Nếu có thời gian mình sẽ giảng cho các bạn, nếu có thời gian nhé. Trong đó có một cái quy tắc bất di bất dịch khi tác giả tạo ra một đáp án đúng. Đó là gì ạ? Dùng từ đồng nghĩa hoặc cách nói giống nhau. Vậy nên luôn luôn khi chúng ta tìm ra keyword ở trong câu hỏi, chúng ta phải luôn luôn nhớ xem từ này có những từ gì đồng nghĩa. Thì kimari, kisoku, ruru, tất cả những cái đấy là những từ đồng nghĩa. Nếu trong bài có những cái đấy, ở đây ví dụ nó có cái từ ruru chẳng hạn, thì đấy cũng là, nó chính là kimari. Hai thằng giống nhau. Ok chưa ạ? Chúng ta tưởng tượng nhớ lại xem, có rất là nhiều bài như thế đúng không? Đó, đó là một kiểu ra đề đáp án đúng. Rồi, tiếp theo tìm một keyword thứ nhất là về kimari, quy định, quy tắc. Xem còn cái gì nữa không? Câu số 1 người ta nói như thế nào ạ? Đều nói về gì ạ? Tất cả những cái mẫu này nó đều nói về kimari. Rồi rồi, ok. Nhưng nó nói thế nào về kimari? Thứ nhất người ta bảo là gì ạ? Fuben da. Khẳng định rõ luôn. Fuben da. Bất tiện. Đấy. Thứ hai người ta bảo là gì ạ? Hitsuyo nai. Không cần thiết. Rồi, đều là hai đáp án mang ý nghĩa tiêu cực về cái kimari này. Số 3 người ta bảo là gì ạ? Subete mamoranakereba naranai. Phải tuân thủ toàn bộ. Có quy định nào là phải tuân thủ toàn bộ. Đấy. Thứ tư người ta bảo là gì ạ? Atta hoga ii. Nào xin mời các bạn. Atta hoga ii đồng nghĩa với từ gì ạ? Hitsuyo. Đó, luôn luôn khi đọc những cái keyword này chúng ta phải tìm nó đồng nghĩa với từ gì. Bằng với cả gì ạ? Hitsuyo ne. Hitsuyo đây. Vậy 2 và 4 là hai câu đối lập. Một câu bảo là cần thiết và một câu bảo là một câu bảo cần thiết, một câu bảo không cần thiết. Đó, mặc dù là gì ạ? Những cái đằng trước nó sẽ có những cái này nữa, nhưng bản chất nó khẳng định một câu bảo là không cần thiết, một câu bảo là cần thiết. Đó, vậy chúng ta soi ngược lại trên bài xem. Nó nằm ở đâu ạ? Những cái kimari nó nằm ở đâu? Kimari ở đây. Rồi, kimari ở đây. Rồi, bất tiện đâu ạ? Bất tiện nằm ở đây. Nhưng đọc kỹ này. Fuben datto omowanai koto mo nai. Luôn luôn những cái kiểu mẫu nai koto mo nai, nai dewa nai, nai wa ke dewa nai, nai hazu ga nai, nó rất là nhiều kiểu, nhưng điểm chung là gì ạ? Cứ phủ định và phủ định thì thành khẳng định. Một nguyên tắc chung bất di bất dịch như vậy. Vậy phủ định và phủ định là khẳng định. Không có chuyện là không nghĩ nó bất tiện. Tức là gì ạ? Tức là cũng bất tiện. Cũng có những cái bất tiện đúng không ạ? Mà câu này đúng không? Cũng có những cái bất tiện. Thế thì tạm thời cái này có thể ok đã. Chưa gạch đi. Tạm thời nhé. Ví dụ với câu này tạm thời nó ok ở đây. Bây giờ tiếp theo, như cái kimari ở đây thì sao? Ở đây nó chỉ bảo là gì ạ? Có những kimari, có những cái quy tắc nhỏ nhặt, trải linh qua. Có quy tắc thì kệ có quy tắc thôi. Câu cuối cùng người ta bảo là gì ạ? Kimari wa hitsuyo daru. Đó. Và cái phần đằng trước này, nó y hệt phần đằng trước của câu 4. Vậy 4 cũng tích ở đây. Đấy, cũng tích ở đây. Đó, thế bây giờ chúng ta có nhiều bạn, có một vài bạn mình thấy là chọn 3 đúng không ạ? Các bạn chọn 3 các bạn nhìn ở đâu? Mình đoán nhé. Mình đoán các bạn chọn 3 các bạn nhìn ở đây. Bây giờ ấy, chọn đáp án đúng thì dễ. Nhưng mình hỏi tại sao nó lại sai thì các bạn có trả lời được không? Đấy là cái chúng ta cần phải tìm để phân tích, để vỡ ra. Vì có thể ăn may câu này chúng ta đúng, nhưng chúng ta không rõ ràng ra được thì câu sau hay là lúc đi thi chúng ta lại sai đúng không ạ? Tại ví dụ những bạn chọn có 3 sai, tại sao 3 sai? Những bạn chọn 3 chắc hẳn các bạn đang dựa vào đây này. Tại sao các bạn cho 3 sai? Tại sao các bạn nghĩ là 3 sai đúng không ạ? Nào, mình hỏi các bạn tại sao 3 lại sai? Nếu mà các bạn không chọn 3, mình không biết 3 đúng hay sai, tại sao các bạn chọn 3 sai? Vì các bạn chọn 4 hay các bạn chọn 1 thì các bạn phải nghĩ là 3 sai đúng không? Nguyên tắc khi mà làm đọc hiểu. Hỏi chọn câu nào thì rất là dễ, nhưng mà tư duy những câu còn lại tại sao sai, 3 câu còn lại tại sao sai là cái tư duy cực kỳ quan trọng khi làm đọc hiểu. Cái mức độ khó của câu này đã bắt đầu khó hơn cái bài thư vừa rồi đúng không? Thường bài thư sẽ là bài rõ dễ nhất, thường thôi nhé.
Rồi, ok. Có thể nhiều bạn vẫn chưa 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 rõ là xem tại sao ba sai đúng không? Thứ nhất này, nhiều bạn nghĩ là cái kiyosuke nake de banaranai này nó bằng với cả subete mamoranake cái này. Nhưng đọc kỹ lại câu này xem nhá. Mata yoru osoku terebi o mitari, ongaku o kiitari suru toki wa oto no ookisa ni mo kiyosuke nake de banaranai. Tức là cả cái câu này nó nói về cái gì ạ? Nó nói là đây là một quy định, đây là một ví dụ về một cái kimari. Đây là một ví dụ về một cái kimari. Kimari cái quy định là gì ạ? Quy định là phải chú ý về âm thanh to nhỏ khi nghe nhạc hoặc xem phim buổi tối. Đây là một loại quy định. Chứ câu này nó không bảo là phải tuân thủ quy định này kia đúng không ạ? Người ta chỉ nói là gì ạ? Đây là một cái quy định ví dụ nói cho các bạn. Còn cái câu 3 này nó bảo là gì ạ? Tất cả những cái quy định ví dụ như quy định này thì phải tuân theo toàn bộ. Hai câu khác nhau, mặc dù trông rất giống nhau. Cẩn thận nhá. Là một. Tiếp theo, sẽ có những bạn chọn 3 không phải bởi vì câu này. Các bạn chọn 3 bởi vì các bạn thấy là gì ạ? Ở đây nó có kimari wa hitsuyo, là cái gì đấy cần gì ạ? Cần quy định. Thì cái gì cần quy định thì là phải tuân theo quy định mà. Nghe các bạn nghe cứ không, nói chung các bạn không tư duy một cách clear, các bạn nghĩ là cần quy định thì phải tuân theo quy định, còn gì nữa? À, cần quy định thì tuân theo quy định. Ok, chọn 3. Nhưng chúng ta vừa mắc phải một cái lỗi sai là gì ạ? Đúng, nó đúng theo cái hướng của đáp án đúng. Nhưng nó nói quá. Trong bài người ta chỉ nói là gì ạ? Đà đồ có vẻ có thể cần những quy định khi gì ạ? Cần quy định đây đó, có vẻ phải cần những quy định để sống một cách thoải mái khi mọi người cùng nhau sống trong nhóm, sống trong tập thể shudanse katsu đấy. Ý đấy, một cái cách nói quá, cho nên sai ở đây. Còn cái câu số 1 ấy, đọc kỹ xem. Đúng là phư bên, nó còn nói đúng là phư bên rồi. Nhưng lý do tại sao phư bên nó lại sai? Nó sai phần đằng trước. Nó không sai tất, nó sai phần đằng trước. Đúng không ạ? Câu số 1 đã bảo là gì ạ? Cái việc có nhiều quy định là một việc rất bất tiện. Đó. Còn trong bài người ta có bảo là gì ạ? Có nhiều quy định là một việc rất bất tiện không? Không. Không. Vế đằng trước khác. Vế đằng trước nó bảo là gì ạ? Từ trước tới nay, đúng không ạ? Tôi chỉ từng sống với gia đình thôi. Từ trước tới nay tôi chỉ sống với bố mẹ thôi. Bây giờ sống ở tập thể tôi thấy hơi bất tiện. Lý do nó khác nhau. Chứ nó không bảo là có nhiều việc, có nhiều quy định là một việc bất tiện. Nó không phủ định cái đấy nhá. Vậy sai ở đâu chúng ta gạch ở đó. Nên, sai ở đâu gạch ở đó. Còn bảo là gì ạ? Hitsuyonai, kimari hitsuyonai là câu nói ngược hoàn toàn với dòng chảy trong bài, là nó sai. Vậy loại ra thôi, chúng ta cũng tự tìm đáp án đúng là đáp án số mấy? Đúng ạ, là đáp án số 4. Ok, đó là khi chúng ta dùng gọi là phương pháp SS, là skimming và scanning để chọn ra đáp án sai. Còn giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch cả bài cho clear nhé. Watashi wa shusoku shite kaisha no dokushin ryo ni sunde iru. 食堂やフロアみんなで使うので使い方や時間などにいろいろな細かい決まりがある。また夜遅くテレビを見たり音楽を見たりするときは音の大きさにも気をつけなければならない。これまで家族と暮らしたことしかなかったので不便だと思わないこともないが集団生活でみんなが快適に暮らすためには khi mà đi đó. Tức là gì ạ? Tôi sau khi tìm việc, sau khi ra ngoài đời đi làm thì tôi đã sống ở cái ký túc xá độc thân của công ty. Nó sẽ có những cái, có những công ty lớn nó sẽ có những ký túc xá dành cho những người có gia đình và không có gia đình, đúng không? Đây là không có gia đình, đúng không ạ? Và nhà ăn, căng tin, đúng không, hay là bồn tắm thì mọi người dùng chung. Cho nên là về cách dùng những
khu đấy hay là thời gian dùng những khu đấy sẽ có rất nhiều quy tắc quy định nhỏ nhặt. Ví dụ như một cái quy định này, đây là một ví dụ về quy định nha các bạn nhé. Ví dụ phải chú ý về âm lượng to nhỏ của âm thanh khi nghe nhạc hoặc xem phim buổi đêm. Rồi là gì ạ? Câu chuyện tự sự là từ trước đến nay tôi chỉ sống với gia đình với bố mẹ thôi, cho nên cũng có gì ạ? Cũng có sự bất tiện. Cũng có sự bất tiện ở đây. Nhưng nhá, tôi cảm thấy có sự bất tiện đối với tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy là gì ạ? Phải cần thiết có những quy định đấy để sống một cách thoải mái cho mọi người trong một tập thể. Chính người ta cũng cảm thấy cần đúng không ạ? Và đây là ý nghĩ của tác giả đúng không? Đây là ý nghĩ của tác giả. Đà đồ đấy còn gì nữa? Hãy đếm vào nai đà đồ cả, đếm vào nai đề sổ cả, hay là tối yê đưa đề sổ cả, hay là bê kỳ đạo, tất cả những cái đấy là ý kiến suy nghĩ của tác giả. Người ta hỏi tác giả suy nghĩ cái gì? Ý đấy nè. Ok chưa? Các bạn có hiểu ý mình nói không? Câu 1 cũng đúng rồi, bạn Nguyễn Bảo Long các bạn. Câu 1 thiên hướng câu chuyện là nói quá. Đấy, để ý nhá. Nào các bạn có thích học kiểu này không? Hay là thích học lướt lướt qua, học cho xong, chọn bừa đúng là được, không quan tâm những đáp án sai. Các bạn thích học kiểu đấy không? Nếu mà thích học kiểu đấy thì có thể không hợp học với mình. Và học kiểu đấy rất là dễ, chúng ta sẽ không làm được điểm cao đâu. Và có thể chúng ta, nếu bạn nào học N3 thì chỉ có thể dừng lại N3 thôi, khó học lên N2 lắm. Ok, tiếp theo chúng ta đến một bài N2. Bài này là bài cũng thuộc dạng trung bình của N2, không phải khó. Và nếu mà bạn nào học N3 thì có thể làm được bài này. Đây là bài dạng hơi khó một chút của N3. Ok, cho các bạn khoảng 4 phút thử làm thử xem đáp án mấy nhá. Ok, nào, xin mời. Đáp án mấy nhỉ? Nào, tất cả chú ý này, đây là bài dành cho N2. Tuy nhiên N3 cũng có thể làm được. Nếu mà là N3 nó sẽ là một bài nâng cao của N3. Chúng ta cùng nhau comment xem đáp án mấy nào. Phương Nhung và Sensei lần sau lại like tiếp nhé. Ok, về đọc hiểu thì mình với cô Thanh sẽ thay nhau live stream. Buổi sau thì chắc là mình nhỉ? Không biết nữa, nói chung là để xem. Các bạn ấn like và share nhiều để mình có động lực nào. Động lực để lần sau lại live stream tiếp nào. Đây là một bài khá hay. Với những bài N3 vừa rồi, chúng ta tập trung vào câu chuyện là scanning và skimming những cái từ vựng, những cái keyword để lộn lại trong bài sao cho tìm nhanh nhất và tìm chính xác nhất. Nhưng với bài này, nó lại là câu hỏi gì ạ? 必殺の考えに合うのは câu hỏi này và câu hỏi một tốt một tai của tổ là những câu hỏi khó tìm keyword, vì nó không có keyword ở câu hỏi. Tìm ở đây cũng được thôi, tìm ở 4 đáp án cũng được thôi, nhưng nó lâu và nó không chính xác được. Huống hồ, để ý cái bài này, các bạn biết cả cái bài nhìn nó cũng dài dài này, nó có mấy câu không ạ? Thực ra bài này chỉ có 2 câu, 1 và 2. Nào, đáp án mấy nào đã? Rồi, bạn Nguyễn Văn Long bảo là 3, bạn Ngọc Nhung 3, bạn Ngọc Tiến Jenny 3, Phạm Linh 3. Nó tất cả các bạn cứ thoải mái comment đáp án của mình. Các bạn thấy không thấy thích 3 thì chọn 4 được, 2 được. Nếu mà chúng ta cảm thấy là đúng cái đáp án của mình. Không phải là thấy mọi người comment mình sợ sai, sai càng tốt. Đúng không ạ? Sai càng nhớ. Ở đây có ai trừ điểm bí thi của các bạn đâu, ở đây có ai mắng mỏ các bạn gì đâu. Thậm chí chả biết bạn là ai luôn đúng không ạ? Thì chúng ta comment ra chúng ta sai chúng ta mới nhớ được. Còn không thì chúng ta cứ giữ ở trong lòng thì chúng ta không có cái hăn xê để có cái hăn xê đấy chúng ta mới bình thường. Ví dụ một ngày học một tiếng đúng không? Có cái hăn xê đấy, à mình làm sai mình vẫn còn đấy thì một ngày mới học một tiếng rưỡi đúng không? Kiểu như vậy. Ok, một bài này là một bài có nhiều thứ để nói. Ok chưa? Có nhiều thứ để nói. Nào, đều nói về gì ạ? Nó chia làm hai vế nhé, hai nhóm đáp án. Nhóm đáp án 1, 2 nó nói về trí tuệ. Đấy. Một cái câu đầu nó bảo là gì ạ? Trí tuệ sẽ có được để ý cái từ minitsuku này nhá. Minitsuku hay cái từ minitsuku là tự động từ, tự học được, tự trang bị được. Còn có cái tha động từ nó gì ạ? Minitsukeru là mình học tập. Nhưng cái từ minitsuku, minitsukeru và từ benkyou suru nó sẽ khác nhau. Minitsuku các bạn là mi là gì ạ? Mi là mình.
con người mình, nó dính, cứ là dính, dính vào người mình, tức là những thứ đấy nó được hấp thụ vào người mình và nó trở thành một phần của cơ thể mình. Đó, còn cái bên kia nó chỉ là gì ạ? Học thêm kiến thức vào, lấy những cái thứ từ bên ngoài vào thôi. Đó, hai cái nó ý nghĩa, cái sắc thái nó hoàn toàn khác nhau nhé. Tri thức bằng việc là gì ạ? Nhồi nhét. Xin lỗi, trí tuệ chứ. Trí tuệ sẽ được học bằng cách nhồi nhét tri thức. Đấy. Nhồi nhét tri thức. Số 2 đã bảo là gì ạ? Cái việc trí tuệ có được học hay không, có được trong mình hay không, được quyết định dựa vào mình có tư chất hay không. Soshitsu là tư chất. Thường nói về tư chất là nói về sự, những cái tính cách năng lực bẩm sinh. Đấy. Vậy hai thằng này khác nhau nha. Một cái bảo là gì ạ? Phải học, phải nhồi nhét. Còn thằng này nó bảo là gì ạ? Phải có từ tư chất bẩm sinh rồi, không có tư chất thì chịu. Đấy. Câu số 3 người ta bảo là gì ạ? Đều là gì ạ? Otona ni natte kara. Đều nói về việc là sau khi lớn lên thì sao. Câu số 3 bảo là những thứ mà chúng ta suy nghĩ, tư duy và nhớ được sau khi lớn lên sẽ khó làm một thứ của mình, sẽ khó ngấm vào cái này, tụng gì cả ngấm cũng được trong cái bài này nhá, nó sẽ khó ngấm vào bên trong bản thân mình. Câu số 4 bảo là gì ạ? Mình không thể, câu 4 nó khẳng định mạnh mẽ luôn, không thể ngấm được những cái trí tuệ sau khi đã lớn rồi. Đấy. Nào, với bài này về trí tuệ, chúng ta để ý, à đây không phải có 2 câu mà có 3 câu chứ, những câu này nhỏ. Thì chúng ta để ý là gì ạ? Chủ yếu cái câu này này. Câu này mới là câu quan trọng nhất. Và thường những cái kange ni ao hay là motomo itai koto nó có khuynh hướng nằm ở câu cuối cùng hoặc những câu cuối cùng hoặc là đoạn cuối cùng. Đó, thì chúng ta tập trung đọc câu này. Những câu trước, những câu như này chúng ta đọc lướt qua thôi. Tập trung chính là đọc câu này. Nhưng thôi, bài này thì không có cái gì gọi là keyword cả. Thì mình đã dịch luôn cho các bạn. Ví dụ bài này nó tập trung vào câu chuyện dịch thôi. Những thứ mà chúng ta biết trong đầu, biết để trong đầu những cái những kiến thức đấy thì nó chỉ là những thứ biết trong đầu mà thôi. Shosen là gì ạ? Xét cho cùng, từ này nhiều bạn không biết không sao, xét cho cùng chỉ là những thứ như thế mà thôi. Chisuki wo tsumekomu koto wa dekitemo chie ni wa narinikui. Dù chúng ta có thể nhồi nhét tri thức, nhồi nhét kiến thức thông tin vào trong đầu đi chăng nữa ấy, thì những cái kiến thức đấy cũng khó có thể trở thành trí tuệ của chúng ta. Trong tiếng Việt trí tuệ là gì ạ? Trí tuệ là những thứ nó thiên về bẩm sinh, nó thiên về không chỉ kiến thức mà còn thực hành nữa, đúng không ạ? Và nó ở một cái level cao hơn. Đó. Ok. Vấn đề là các bạn dịch câu sau này, các bạn chia nó ra và dịch như thế nào? Mình chia này, thứ nhất này, bằng các chữ gã, 1. Gá 2. Nó chia làm 3 câu nhỏ. Đấy. Gá 1 này không phải là nhưng, gá 1 này là kết thúc của một cái mở đầu, mở bài của một ý. Nhớ nhá, bạn nào học đến N3, N2 rồi mà vẫn không biết hai loại gá khác nhau thì cần phải học lại nhá. Mà không cần phải học lại, hôm nay nghe luôn. Bình thường gá sẽ có nghĩa là nhưng, tuy nhiên. Nhưng có một loại gá là gì ạ? Mở đầu trong một chủ đề. Ví dụ kyo wa desu ne, Dokkai no benkyou nitsuite ohanashishitai to omoimasu ga. Xong bắt đầu câu chuyện. Hôm nay tôi muốn nói chuyện về việc học đọc hiểu. Chấm câu ga. Vì câu đấy là câu mở đầu của đoạn. Đó. Thì gá này là gá đấy. Ok chưa? Watashi mo nagane ni wataru yōji kyōiku no kenkyū kara tsukuzuku kanjiru no desu ga, akanbou ga mada kotoba o hanasenai uchi kara繰り返し体験したことは、その人が生まれつき持っていた喪失のように本当に身についたものになりますが、大きくなってから理屈で考えるようになって覚えたものだとなかなか身につきにくいです。 Đây là một thứ, đúng không? Những cái thứ tôi nói đằng sau này là một thứ tôi cảm nhận rất sâu sắc
từ những cái nghiên cứu của tôi trong lĩnh vực giáo dục sớm, giáo dục trẻ em trong nhiều năm. Đây là những cái kết quả, những cái suy nghĩ của tác giả thông qua những cái nghiên cứu. Ok chưa? Cái câu thứ nhất thì dịch đơn giản thôi là gì ạ? Những đứa trẻ sơ sinh, chúng ở đây đúng không ạ? Những đứa trẻ sơ sinh thì sao? Thì từ lúc chúng nó chưa nói được thì sao ạ? Những thứ chúng nó trải nghiệm liên tục, trải nghiệm lặp đi lặp lại, trải nghiệm liên tục. Ví dụ âm nhạc, nó nghe liên tục đúng không ạ? Thì những thứ đấy sao ạ? Vế đằng sau nó lại là một cái câu nhỏ. Và đây nó có từ là gì ạ? Có mẫu câu vô nhí. Khi có mẫu câu vô nhí là cứ như thể là, thì phải dịch đằng sau trước. Đó, bạn nào mà chưa học kỹ cái phần dịch liên quan đến vô nhí thì phải học lại nhá, đúng không ạ? Dịch đằng sau trước. Những đứa trẻ từ lúc nó chưa biết nói thì những thứ nó được trải nghiệm liên tục sẽ trở thành những thứ thấm vào bên trong của nó, sẽ trở thành một phần trong con người nó. Như thể là những tư chất bẩm sinh nó có khi mới được sinh ra. Đó, các bạn hiểu không ạ? Tức là những thứ, ví dụ nó, khi mới đẻ ra, bố mẹ nó, ví dụ bố mẹ nó không phải là những người giỏi về âm nhạc, không phải giỏi về cảm thụ âm nhạc đi, nhưng khi đẻ ra cho rất nhiều, nghe rất nhiều piano hoặc là nhạc Beethoven, đúng không ạ? Thì nó sẽ trở thành một thứ ở bên trong cái tư chất của nó. Và sau này lớn lên nó sẽ trở thành một người cảm thụ âm nhạc bẩm sinh được. Đó, các bạn hiểu không ạ? Là những thứ thật sự sẽ mini cự, như thể là một cái tư chất vốn có bẩm sinh nó có. Nếu gì ạ? Nó được trải nghiệm từ lúc nó chưa biết nói, nó còn là một đứa trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, về sau, tuy nhiên, nếu là, đấy lại có một cái mẫu câu. Khi dịch chúng ta phải để ý trước là gì ạ? Mẫu câu trước, sau đó mới để ý là dịch từ đâu, và thường sẽ là dịch từ cuối lên. Đa tố nếu là. Tuy nhiên, nếu là những thứ chúng nó nhớ được, những đứa trẻ đấy hay là những con người đấy họ nhớ được sau khi họ lớn rồi, và là nhớ được bằng cách là gì ạ? Nhớ bằng việc họ suy nghĩ theo logic, thì sẽ rất khó, minitsky nikui, sẽ rất khó để trở thành một phần của họ, trở thành một phần tư chất của họ. Ví dụ cả cái âm nhạc cũng thế thôi. Đó. Vậy hiểu ý của bài nói chưa? Thì có thể để trả lời câu hỏi này, để trả lời câu hỏi của bài này không cần phải hiểu sâu đến như thế. Nhưng nếu trong bài ngộ nhỡ câu hỏi nó khó hơn thì sao? Ví dụ cách ra câu hỏi này nó không quá khó, nhưng nếu câu hỏi khó hơn thì chúng ta vẫn có thể tự tin được nếu chúng ta dịch đúng cái ý, cái bài, cái câu quan trọng nhất của cái bài này là như thế, đúng không ạ? Thì dễ dàng nghe xong câu đấy thì hoàn toàn có thể chọn đáp án số 3, đúng không ạ? Những thứ mà suy nghĩ và nhớ được sau khi là người lớn rồi thì sẽ rất khó trở thành tư chất, một phần của con người mình. Là cái câu cuối đây này. Đó. Cái câu 4 là cái câu nó cũng theo cái khuynh hướng đấy, nhưng nó sai vì sao nhở? Đồng thanh nào các bạn, cả lớp đồng thanh sai vì sao? Vì isugi, nói quá. Cái là cách sai vừa nãy vừa nói rất là nhiều cho các bạn ở bài trước, đúng không? Nó bảo là gì ạ? Không thể minitsuke được, không thể học được, không thể thành tư chất được, nói quá. Có thể trở thành được nhưng nó khó nhá. Nó khó. Nó khó nhá, nó khó. Ok chưa? Còn câu 1, câu 2 sai lẻ. Người ta bảo là trí tuệ thì sẽ có bằng việc là nhồi nhét tri thức, sai hoàn toàn. Số 2 bảo là gì ạ? Có hay không? À, có trí tuệ hay không là phụ thuộc vào tư chất. Trong bài nó không nói. Nghe có vẻ là gì ạ? Nghe có vẻ đúng không? Câu này là câu nghe có vẻ đúng, trong bài nó nói đâu. Phụ thuộc vào tư chất à? Câu nào nó nói? Hay là các bạn tự nghĩ ra như thế? Không có. Không có. Và ngoài ra nhé, nếu mà nói cái câu 2 này này thì nó khá là giống với câu 4. Người ta bảo là gì ạ? Có tư chất thì có trí tuệ, còn không có tư chất thì tương lai anh cố gắng bao nhiêu, anh học bao nhiêu nó cũng chả có tí trí tuệ nào. Là sai. Cũng nói hơi quá đúng không?
nhiều kiểu sai. Đó, vậy đáp án bà là đáp án đúng. Đó, thì hy vọng là gì ạ? Sau cái bài này, chúng ta thứ nhất là học được cái cách chọn đáp án đúng, chọn cách phân tích đáp án sai. Và một cái nữa là gì ạ? Chúng ta học được cách phân tích một câu rất dài trong một bài đọc hiểu, nếu đấy là câu quan trọng. Ok chưa? Nhìn một câu dài như này, nhiều khi các bạn từ bỏ bằng cách là gì ạ? Ôi, đọc lướt lướt đi, chọn lướt lướt, xong các bạn chọn nhầm. Với bài này còn dễ, những bài khó hơn chúng ta chọn nhầm. Nếu mà không đọc dịch kỹ được, dịch sâu được những câu quan trọng như thế này. Ok chưa? Bài đọc hay quá đúng không? Kết bài ngày hôm nay, chúng ta có một câu danh ngôn đúng không ạ? 勉強すればよかったと後悔する人は山ほどいる. だが, 勉強しすぎたと後悔する人はいません. Sẽ có những... Không phải có những người mà có rất nhiều người ngoài kia hối hận rằng ôi, học thêm tí nữa phải tốt không? Chăm học hơn tí nữa có phải tốt không? Tuy nhiên, không có ai hối hận rằng mình đã học quá nhiều, mình học quá thừa, đúng không ạ? Không có chuyện đó. Cho nên, sự lựa chọn các bạn là trở thành người này hay trở thành người như thế này. Ok chưa? Với những bạn N3 thì các bạn học đọc hiểu tốt, nó là cái bàn đạp giúp các bạn học được N2. Còn nếu mà các bạn học không tốt thì các bạn không, thậm chí không học được N2 đọc hiểu nhá. Còn những bạn học N2, nếu các bạn học hiểu tốt thì đọc hiểu N1 gần như chúng ta không khó khăn. Hay nói cách khác, những bạn đỗ N1 thường hồi xưa là những bạn học tốt N2. Đó. Ok. Rồi. Thì chưa nói câu chuyện xa xăm là học trình độ tiếp theo, nói câu chuyện trước mắt đã. Thì mình chúc là gì ạ? Các bạn học N3 có thể thông qua những buổi live stream này và thông qua những cái nỗ lực các bạn cố gắng ở nhà thì sẽ giúp chúng ta có điểm số tốt, có những kết quả tốt trong kỳ thi lần tới nhá. Với các bạn học N3, N2. Hãy. Và đây cũng là cái câu danh ngôn này, cũng là cái câu kết thúc của live stream ngày hôm nay. Và hy vọng các bạn học được nhiều kiến thức và có thêm được ít nhất là một cái gì đó dắt vào túi cho mình trước kỳ thi. Hãy kêu ạ, arigato gozaimashita. Có rất là nhiều cái, rất là nhiều kiến thức muốn nói với các bạn, nhưng mà thời gian có hạn, cho nên là hẹn gặp lại chúng ta ở buổi live stream tiếp theo. Hoặc là những bạn nào mà muốn học cùng mình thì có thể đăng ký khóa học live stream một tháng trước thi, khai giảng vào tuần sau. Đúng không? Hãy, kêu ạ, mata 次回でお会いしましょう。お疲れ様でした。